Trong ngày cuối cùng của năm nhâm dần 2022, chắc hẳn quý vị vẫn đang tất bật với công việc chuẩn bị cho đêm giao thừa, đúng không ạ? Vậy thì có những việc nào bắt buộc phải hoàn thành trước ngày 30 Tết? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 30 tháng Chạp là ngày cuối cùng của năm cũ và có ý nghĩa rất quan trọng với người Việt. Và ngày này, các gia đình thường bận rộn vì có nhiều việc và nghi lễ cần thực hiện. Dưới đây là những việc cần làm vào ngày 30 Tết theo phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt. Bày mâm ngũ quả Mâm ngũ quả cần được bày trên bàn thờ gia tiên, nên hoàn thành trước buổi trưa ngày 30 Tết là tốt nhất, vì ngày 30 Tết là ngày rất bận rộn với nhiều việc phải làm. Hơn nữa, nếu bày mâm ngũ quả trong trạng thái thong thả không vội sẽ chuẩn bị được đầy đủ tốt nhất, thể hiện thành ý và sự kính cẩn với tổ tiên. Nguyên tắc bày mâm ngũ quả là phải có 5 loại trái cây với 5 màu sắc khác nhau, tương ứng 5 màu sắc của các hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo chuyên gia phong thủy, mâm ngũ quả dành cúng gia tiên nên chọn các loại quả thông dụng ăn được đẹp mắt và phải là hoa quả vừa đủ chín có thể ăn được đĩa mâm ngũ quả không được đặt trước chính giữa bát hương vì chán mất trục khí chính mà nên để ở hai bên hoa bày trên bàn thờ cũng vậy cần phải là hoa tươi chứ không dùng hoa giả hoa nhựa hoàn tất việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa Việc dọn dẹp nhà cửa nên được hoàn tất sớm để có nhiều thời gian trang trí nhà cửa và chuẩn bị cỗ cúng Ngoài đào quất, nhiều gia đình mua thêm hoa tươi để cắm trong phòng khách. Các loại hoa ngày Tết được ưa chuộng thường là hoa thược dược, hoa thủy tiên, hoa lay ơn, hoa ly, hoa đồng tiền, hoa hải đường. Gần đây nhiều gia đình cũng ưa chuộng hoa tuyết mai hay nụ tầm xuân để thêm sắc cho ngôi nhà ngày Tết. Chuẩn bị cỗ cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời. Ngày 30 Tết, người dân thường ra mộ tổ tiên và người thân đã khuất để lễ tạ thổ thần. Đồng thời, họ đắp thêm đất và sửa sang mộ, rước vong linh gia tiên về đón năm mới. Khi ra mộ, người ta thường chuẩn bị lễ cúng, gọi là lễ chạp. Với những gia đình không có điều kiện ra mộ, họ có thể rước gia tiên về đón năm mới bằng cách bày cỗ lên ban thờ với đền hương hoa dâng cúng vào trưa giờ ngọ ngày 30 Tết. Sau đó con cháu khấn tổ tiên về dự hưởng Tết với gia đình. Lễ cúng giao thừa gồm hai lễ, lễ cúng giao thừa ngoài trời và cúng trong nhà. Theo phong tục truyền thống, lễ cúng giao thừa ngoài trời được tiến hành trước, sau đó mới đến lễ cúng giao thừa trong nhà. Sau khi cúng tất niên, lễ cúng giao thừa hay lễ trừ tịch được thực hiện vào nửa đêm 30, dạng sáng mùng 1 Tết. Người Việt tin rằng mỗi năm có các vị thần hành binh, hành khiển, phán quan cai quản hạ giới khác nhau. Cứ hết một năm, vị hành khiển đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao công việc cho vị hành khiển mới đi xuống cai quản hạ giới trong năm mới. Lễ cúng giao thừa là một tập tục đẹp thể hiện sự tri ân báo đức cũng như bày tỏ lòng mong ước được gia hộ cho bình an, hạnh phúc ấm no.